các loại luôn, quân pháp, búp, tập xưởng, bù đồ. Rồi hoàn thành cặp này cả nhà, cặp phải sửa với con phun đen. Đây cặp phải sửa và phun đen. Hiếu kỳ cá đóng lại bua, xem một đứa. Rồi buổi chiều hôm nay ngày 30 Tết, hoàn thành cái cặp của cuối năm, cặp cặp phải sữa với phun đen. Hoàn thành năm 2023, hy vọng là năm 2024 sẽ đạt nhiều kết quả tốt hơn. Cảm ơn cả nhà đã xem clip và ủng hộ cày cúng của mình nha. Thì chúc cả nhà năm mới 2024 đạt được nhiều thành công, vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Đây là clip cuối cùng của mình về nhân giống và chăm sóc cúng năm 2023 với một cặp rất là đẹp, đó là con phun đen này nè và con cà phê sữa. Rồi bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Cả nhà xem các cái video, các cái bài cúng con của mình nha. Nếu có thích thì lựa chọn, thì có liên hệ số điện thoại Zalo, Facebook trên màn hình. Thì lựa chọn con nào thì cả nhà báo trước, mình sẽ chừa lại. Còn không thì tới ngày, tới thời gian thì đủ ngày mình sẽ gửi lên shop với cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà ở các video tiếp theo ở năm 2024. Cưng ghê. Giỡn, mỗi lần ra cho ăn, cho sú quách ăn cái này, không có sú quách nữa. Con này chắc cũng lên giống rồi nè. Một hai bữa đem con được phối. Nói nghe hết con. Vai cả nhà. Chào cả nhà, hôm nay phơi nắng cái đàn cúng ngày 30 Tết cả nhà. Hôm nay là ngày 30 Tết nè, mình phơi cống đàn cúng. Đàn cúng mình thì nay thì chỉ có hai bầy thôi, mỗi bầy 3 con, bầy 4 con. Đẻ thì nhiều mà mình nuôi nó bị hao hụt quá cả nhà. Không có dấu hiệu ấy nè, gầu nữa nè. Đây là hai đàn, đàn 3 con, đàn 4 con. Cái đàn này đẻ được 4 con mà còn 3. 4 con còn 3. Còn cái đàn này đẻ 6 con, còn có 4. Rồi mình giới thiệu cho cả nhà nè, nó phơi nắng đã luôn nè. Phơi nắng hồi xịt đó nè, nay có dấu hiệu rồi nè. Đây là một con đen nè, hai con đen, một con lon nè, và đó là 4 con lon. Con này thì bầy 3 con này thì nay là khoảng 4 tuần ạ, nay cũng bắt đầu ăn mạnh. Ăn mạnh rồi một tuần nữa là bắt đầu có thể ra được rồi đó các nhà. Có nghĩa là qua Tết lấy tiền đầu năm. Còn 4 con này á, con này đẹp lắm nè cả nhà, nè, có lon bò sữa nè, ui một con cái bò sữa này cũng cái luôn, bò sữa này cũng cái luôn nha.
này là lon lon này lon nâu, con này là xám, xám này nâu, còn con này sô cô la nè, hai con sô cô la với xám này đực. Cái bầy này thì được 4 ngày tuổi, 4 hay là nay thứ 4 hay là 5 ngày tuổi vậy ha. Còn bầy này là 3-4 tuần tuổi. Lúc trước mình cũng có quay cho cả nhà xem bầy ba con này rồi, nu luôn á. Này cũng mạnh, là ba con này này cũng khá bự rồi. Đá chơi ghê chưa. Còn 4 kia là 5 ngày tuổi, 5 ngày tuổi với 3 khoảng 30 ngày tuổi đó. Cưng ghê. Cạp nha. Mấy con kia đang ngủ, không biết làm gì ra, nóng hổi, phơi nắng nóng hổi luôn. Là cái gì. Mấy con này mắt rõ nha, à, 4 mắt. Vàng với ức. Ức vàng ươm. Úi da, lật nữa rồi. Ba con bự, 4 con nhỏ. Ba con bự, 1 con cái đen. 4 con nhỏ là 2 cái, 2 đực. 2 cái là 2 con bò sữa trắng. Cả nhà có cần cúng lập xưởng thì cứ liên hệ mình nha. Đó, hiện tại đã có cúng con rồi đó. Cúng một bầy là bầy bự là 3-4 tuần. Khoảng 3 mấy ngày, khoảng 30 ngày tối, 4 tuần rồi cả nhà. Còn bầy nhỏ là khoảng 5 ngày. 4-5 ngày gì. Cả nhà có cần thì cứ liên hệ mình nha. Không thôi qua Tết là mình sẽ cho chúng đi thôi. Lấy tiền đầu năm rồi cả nhà. Đã ghê, ra phơi nắng mà không có nắng gì hết trơn. Gió không à, mà ủ nu luôn cả nhà. Ủ nu ủ nần luôn nè. Rồi, hai nè, mình đã đi phơi nắng tí xíu rồi vô nha. Cái chiều à, cá với giờ ốc ua đen cả nhà. Ốc ua đen bắt cặp tá ra. Rồi cá sặc. Đẻ trứng rồi, đồng đó cả. Vô lên cả nhà xem nha. Thấy không ta? Đó, ngay cái chỗ đèn đèn có cái trứng. Đã ghê, mà ngộ ghê. Ngộ ghê cả nhà. Nó đẻ chỗ nào là nó đẻ có một chỗ màu. Mình lấy trứng mình bỏ ở đây nè. Bỏ ở đây nè, không biết nở không biết nè. Mùa này không biết nữa, không mình bỏ vào đó tưới nước hoặc làm cho nó ẩm để cho nó nở. Anh cứ đang lấy xong rồi nó đẻ lại, lấy xong rồi nó đẻ lại. Ngầu ghê. Lục bình để trên đây tốt cái sợ. Đây có ổ trứng này. Ổ trứng này không tính lấy mà nhỏ quá, mà trứng nó gời gạt quá. Bên kia có trứng tăng tươi nữa kìa. Nó đẻ có hai cây này, hai vị trí đẻ. Đẻ hết ổ này tới ổ kia. Cá con quá trời cá con luôn, không biết loại cá gì nữa. Mình thả có cá sặc không mà sao nó ra cá gì nhỏ nhóc luôn. Rồi mấy con ốc ngày nay phát triển tương đối nha cho nè. Thả đồ vô nó ăn với nó bắt cặp nữa. Con cái đẻ thì nó cũng không đẻ nhiều lắm. Mỗi ngày có 1-2 ổ trứng. Nhưng mà cũng được. Gom lại đây. Gom nguyên một cái trứng nè. Để mình ấp mình xem sao. Ở vị trí này xem ổ trứng đã quá. Bự ổ trứng này nhiều trứng quá.
hy vọng là tới chừng nước ngọt xuống thì mình sẽ có được một ít giống ốc bu. Đây nè, lên nó bò lên đây nè. Cái con ốc này nó bò lên đây chuẩn bị đẻ hay gì nè. Mỗi buổi chiều mà mình thấy nó bò lên ở vị trí cao cao là sáng là mình sẽ có được một quả trứng. Bữa nào mình tối mình quay nó đang đẻ cho cả nhà xem nha. Nhìn nó đang đẻ cũng thú vị lắm á. Không có nuôi nhái mà ở đây có con nhái nữa nè. Nhái nên đẻ nồng nọc trong đây cũng có nhiều lắm. Giờ phải đợi cho tới hết mùa mưa, hết mùa nắng, hết mùa nước mặn để xem nó có được bao nhiêu con rồi bắt đầu mùa mưa, bắt đầu mình mới làm dèo nuôi nhiều hơn rồi nha. Nay chủ yếu là ươm thôi. Cho cá rô cái nha. Nên nó ăn bự. Nước này đục quá. Nước này không có vô. Nước kém nữa. Rồi cái hồ nó bị mấy cái cây rớt lá xuống nên đang thui. Mà mấy cá rô này thì sắc ổn. Có mấy con cá sặc không biết sao nữa. Ăn khủng khiếp luôn. Có con bự bằng cầm tay.